Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đang quay trở lại với channel của mình. Và mình là Trần Minh Phương Thảo. Ngày hôm nay mình sẽ quay trở lại với một video mà mình tin rằng là các bạn nam hay các bạn nữ ấy, thì đều rất cần xem video này. Bởi vì video này mình sẽ nói với các bạn những cái dấu hiệu ấy để các bạn có thể nhận ra, các bạn có thể tìm ra người yêu của mình đấy. Nên là nếu như các bạn đang cô đơn và đang muốn có người yêu, cả nam cả nữ nha, thì bắt buộc hãy xem hết video này. Mình sẽ nói với các bạn 5 dấu hiệu cho biết rằng là các bạn sinh ra đã dành cho nhau rồi. Có bao giờ thì các bạn thắc mắc rằng là mình và crush hợp nhau đến mức nào không? Hoặc là cao hơn đi, có bao giờ bạn thắc mắc rằng là có phải các bạn sinh ra đã dành cho nhau không? Bạn có thể nghĩ rằng là cái này nó phụ thuộc vào tử vi, vào tarot và cung hoàng đạo của hai người. Tuy nhiên thì cũng có vài dấu hiệu để giúp bạn có thể nhận ra đấy. Và ngày hôm nay thì mình sẽ nói với các bạn những cái dấu hiệu đó. Dấu hiệu đầu tiên đó chính là các bạn có cùng những cái thói quen chi tiêu. April Mazzini, một chuyên gia tư vấn tình cảm, đã cho hay rằng là khi hai người có chung cái thói quen chi tiêu ấy thì họ sẽ dễ dàng hòa hợp với nhau hơn. Ví dụ như là khi mà hai người cùng thích mua sắm ấy thì sẽ hòa hợp với nhau hơn. Khi mà hai người, một người thì rất là thích mua sắm, rất là thích shopping, còn một người thì lại cực kỳ tiết kiệm. Bà cũng giải thích thêm rằng là khi mà hai người có cùng cái thói quen chi tiêu ấy thì họ sẽ hạn chế cái việc cãi cọ về vấn đề tài chính hơn. Thời gian đầu khi mà mới quen nhau ấy thì ok, cái sự lãng mạn sẽ làm cho chúng ta mờ mắt. Nhưng mà sau đó quen nhau lâu rồi thì các bạn cũng sẽ nhận ra rằng là cái vấn đề tiền, cái vấn đề tài chính ấy cũng là một cái lý do để làm cho hai bạn cãi nhau. Ví dụ khi mà bạn đi chơi thì bạn chỉ sẵn sàng chi ra khoảng 100.000 cho một buổi tối, nhưng mà người kia lại sẵn sàng chi ra đến cả triệu để ăn uống ở những cái nhà hàng sang trọng. Nhưng mà điều đó thì cũng khá là khó xử đúng không? Kiểu như mình ấy thì mình cũng là một người sống khá là tiết kiệm và mình cũng rất là hạn chế shopping thôi. Ví dụ khi mà chúng ta làm ra 10 đồng ấy thì ít nhất chúng ta cũng phải để ra được 3 đồng ấy. Vì vậy nói chung là mình cũng rất khó để có thể yêu được một người mà kiểu suốt ngày chỉ thích shopping, ăn chơi, đàn đúm thôi ấy. Vậy nên nếu như bạn và người ấy của bạn có cùng một cái thói quen chi tiêu ấy thì đây cũng là một cái dấu hiệu cho biết rằng là có thể hai bạn sinh ra đã dành cho nhau rồi đấy. Dấu hiệu thứ hai mà mình muốn nói với các bạn đó là bạn cảm thấy rằng là các bạn có thể chia sẻ với nhau mọi thứ. Dấu hiệu thứ hai mà mình muốn nói với các bạn đó chính là các bạn cảm thấy rằng là các bạn có thể nói với nhau, chia sẻ với nhau về mọi cảm xúc của mình. Thực ra yêu nhau ấy mà, nhiều khi những cái cảm xúc như là giận dỗi hoặc là ghen tuông ấy thì nó ảnh hưởng rất là nhiều đến tình cảm của hai người. Nhưng ấy, chúng ta lại thường rất là hay trốn tránh để nói về những cái cảm xúc đó với người kia. Chúng ta muốn đối phương tự nhận ra rằng là tôi đang giận ấy, tôi đang ghen ấy, bằng cái việc là chúng ta im lặng này, chúng ta không trả lời tin nhắn này, chúng ta thờ ơ. Và đôi khi ấy, thì chúng ta sợ rằng là đối phương sẽ đánh giá chúng ta là một người quá nhỏ nhen hay là hàng vạn cái lý do khác nữa ấy. Nhưng khi mà hai người sinh ra đã dành cho nhau ấy và đến một cái giai đoạn trưởng thành nào đó ấy, thì bạn sẽ có thể nói với người kia rằng là hôm nay em giận anh bởi vì anh nói chuyện với bạn ABC. Hoặc chúng ta cũng có thể nói với cô gái của mình rằng là anh cảm thấy lo lắng bởi vì sự nghiệp trông chênh. Và chúng ta có thể nói những điều đó ấy mà không lo lắng người kia đánh giá mình là người yếu đuối ấy. Vậy nên nếu như mà bạn cảm thấy rằng là bạn có thể nói ra hết tất cả mọi những cái cảm xúc của bạn với người kia thì mình tin rằng là đây là một dấu hiệu cho biết rằng là hai bạn sinh ra đã dành cho nhau rồi đấy. Dấu hiệu thứ ba đó là các bạn có thể ở cạnh nhau mà không cần nói chuyện luôn. Với một vài những cặp đôi ấy, sự im lặng khi mà ở cạnh nhau ấy thì nó khá là gượng gạo, nên là thường thì họ thường tìm nhiều cái câu chuyện để nói với nhau ấy. Nhưng các bạn ạ, khi mà hai người có được cái sự đồng điệu với tâm hồn ấy thì đôi khi họ chỉ cần ngồi với nhau ở trong quán cà phê hay là ngồi với nhau ở trong thư viện thôi là đã có thể cảm thấy yên tâm, cảm thấy vui vẻ rồi, mà không cần phải nói chuyện với nhau quá nhiều ấy. Không cần phải kể những cái câu chuyện để làm cho nhau cười vui, mà đơn giản chỉ là sự xuất hiện của người kia như vậy đã là đủ ấy. Và điều này nó rất quan trọng, nó thể hiện rằng là hai bạn cảm thấy vô cùng thoải mái, cảm thấy vui vẻ khi ở cạnh nhau mà không cần thêm bất kỳ một cái yếu tố khác tác động nào cả. Tôi chuyển đến dấu hiệu thứ tư, đó chính là bạn cảm thấy bạn trở thành một người tốt hơn. Một điều rất quan trọng trong bất kỳ mối quan hệ nào đó là nó giúp chúng ta nuôi dưỡng và thúc đẩy bản thân trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình. Chứ không phải là mình vì người kia mà luôn luôn phải gồng, phải kiểu biến mình trở thành một người khác ấy. Ví dụ như là crush học rất là giỏi môn này và bạn cố gắng cũng có thể học giỏi hơn môn đó để có thể trao đổi nhiều hơn với crush này. Hoặc đơn giản là bạn có thể sửa đổi những cái tính xấu của bạn để trở thành một người tốt hơn. Nó có thể là việc bạn sửa đổi cái tính gia trưởng, cái tính hay cáu giận của bạn trở thành một cái người hiền hòa hơn. Nếu có một ngày bạn nhìn lại chính mình của trước kia ấy, trước khi bắt đầu cái mối quan hệ này và bạn cảm thấy rằng là mình đang trở thành một người tốt hơn ấy, thì cái mối quan hệ này nó đã có những cái tác động rất là tích cực đến bạn. Và đương nhiên rồi, một cô gái hay là một chàng trai yêu bạn và khiến bạn trở thành một người tốt hơn thì đây chính là một cái dấu hiệu rất rõ ràng cho việc rằng là hai bạn sinh ra là dành cho nhau đấy. Dấu hiệu thứ 5 đó là các bạn có chung những cái giá trị sống.
Dấu hiệu thứ 5 đó là các bạn có chung những cái giá trị cuộc sống. Cái này thì các bạn nghe có vẻ nghe thật là to tát đúng không? Nhưng mà để mình giải thích nhá. Có cùng những cái giá trị sống ấy thì đơn giản nó chỉ là các bạn có chung quan điểm về những cái điều quan trọng trong cuộc sống, có cùng những cái suy nghĩ, có cùng những cái đánh giá, có cùng những cái tiêu chí với nhau khi mà các bạn nhìn nhận về cuộc sống ấy. Ví dụ như là mình thì mình là một người thích những cái lối sống tự do và cân bằng bởi vì mình là một thiên bình mà. Hoặc ví dụ như mình là một người kiểu thích đi du lịch theo cái kiểu nghỉ dưỡng, có thể dành thời gian để ngủ nướng này và tận hưởng. Vì vậy mình sẽ không thích cái kiểu du lịch vội vã, khám phá hay là đi phượt ấy. Hoặc ví dụ mình là một người tiết kiệm thì mình cũng sẽ không thích những cái kiểu người mà phung phí ấy. Và nó nằm ở rất nhiều mặt trong cuộc sống. Vì vậy nếu như bạn và cái người ấy của bạn ấy có chung những cái giá trị sống mà có chung những cái quan điểm về giá trị sống và bạn tìm được những cái điểm chung giống nhau ấy, thì mình tin rằng là hai bạn là kiểu sinh ra đã dành cho nhau ấy. Tại vì tim mình đi, những cái điều này nghe thì có vẻ đơn giản, có vẻ không có gì là to tát. Nhưng mà khi mà hai người có những cái quan điểm khác nhau ấy, thì nó sẽ rất dễ dẫn đến cái việc rạn nứt trong mối quan hệ và dẫn đến cái việc cãi nhau ấy. Và có thể là ở những cái giai đoạn đầu ấy thì chúng ta không tìm được những cái điểm chung và chúng ta không hiểu nhau thì cũng có thể dẫn đến những cái cãi cọ. Nhưng mà sau khi mà chúng ta đã cãi cọ rồi, chúng ta hiểu hơn về nhau rồi ấy, thì người ta sẽ học cách chấp nhận những cái quan điểm và những cái lối sống của người kia. Bởi vậy nếu như mà bây giờ các bạn xem hết đến cuối video này rồi và các bạn nhận ra rằng là các bạn có tất cả những cái dấu hiệu mà tất cả những cái dấu hiệu mà mình đã nói ở trên trong mối quan hệ của các bạn, thì mình xin chúc mừng bạn, bởi vì các bạn sinh ra là đã dành cho nhau rồi đấy. Và đương nhiên đây là một điều rất là vui, rất là tuyệt vời đúng không? Ok, như vậy là ngày hôm nay thì mình đã nói với các bạn 5 dấu hiệu cho biết là hai bạn sinh ra đã dành cho nhau. Mình hy vọng rằng là video này thì sẽ hữu ích với các bạn nhé. Cuối cùng thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Và nếu như thấy video này hay thì đừng quên like, share và đăng ký kênh của mình để có thể ủng hộ cho mình nhé. Và hãy kết nối với mình qua Facebook của mình Trần Minh Phương Thảo và Insta của mình phươngthảo.zoe. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.